Mến chào quý cô chú anh chị. Chào mừng quý chú anh chị mình quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hiện tại anh chị em đang đứng trong một căn nhà trên trục đường số 3, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân mình anh chị. Một căn nhà một trệt hai lầu, chỉ có giá là 2 tỷ 750 triệu thôi. Nhà là có sổ hồng riêng, là mua bán là công chứng liền nha anh chị. Đó, nhà mới đẹp ở liền giống như video anh chị thấy đây. Đó, thì bây giờ thì em mời anh chị mình cùng xem chi tiết căn nhà nha anh chị. Chào anh chị. Thì bây giờ em mời anh chị cùng xem chi tiết cái đường đi từ khu vực Nguyễn Sơn, Bình Long nè. Đó, về cái khu vực căn nhà đường số 3 của mình lúc nãy nha anh chị. Đó, đây là đường Bình Long ha. Anh chị từ Nguyễn Sơn thì chạy lên một tí xíu là sẽ thấy đường số 3 bên tay phải nè. Anh chị quẹo vô. Đó, anh chị đi một đoạn thì nó sẽ tới cái chợ. Chợ này á, là người ta kêu bằng là chợ Bình Long nha. Ở đây nó có cái trường trung cấp Sài Gòn ha. Đó. Đây là chợ Bình Long, thì thời gian em đi là lúc 12 giờ nên là chợ nó khá là vắng anh chị. Như bình thường anh chị đi buổi sáng á, sáng sớm hoặc chiều là rất là đông nha. Anh chị vừa qua khỏi cái chợ một tí là anh chị sẽ quẹo bên tay trái là có hẻm 87, anh chị quẹo vô. Nhà mình á thì ở trong hẻm 87 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân nha anh chị. Nói như xung quanh anh chị thấy đây, dân cư xây dựng nhà đầy đủ hết rồi. Đó, đây là nhà mình anh chị. Đó, giống như lúc đầu video á, căn nhà này á thì có diện tích á, là ngang 3m2, dài của nó là 7m nha anh chị. Kết cấu là một trệt hai lầu, nhà là có sổ hồng riêng, đã hoàn công đầy đủ, mua bán là công chứng liền nha anh chị. Nè, hẻm trước nhà mình hiện hữu á, thì nó rơi vào khoảng tầm 2m rưỡi 3m ha, cũng rất là rộng rãi nha anh chị. Nè này, và bây giờ thì mình vào xem chi tiết và cụ thể hơn bên trong căn nhà nha anh chị. Đó, một căn nhà mà có diện tích 3m2 dài 7m mà chỉ có giá là 2 tỷ 750 triệu thôi. Một trệt hai lầu. Nhà mới đẹp ở liền nha anh chị, rất là ok luôn. Đây, và bây giờ mình vào xem chi tiết nè anh chị. Nhà mình thì có hai lớp cửa ha. Hai lớp cửa, phía trước là phòng khách. Đó, phía sau là nhà bếp, phòng vệ sinh ha, cầu thang rất cũng rất là ok. Nên cũng nhìn cũng rất rộng rãi, thông thoáng anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm căn này á thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới 0949 900 589 nha anh chị. Nhà này thì ở hẻm của đường số 3 nha, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân anh chị. Đó, ngay cái đoạn mà giao với Nguyễn Sơn, Bình Long rồi đó. Anh chị đi qua Nguyễn Sơn, Bình Long, Lê Thúc Hoạch rồi anh chị. Cũng rất là thuận tiện cho mình di chuyển. Đây, một trệt hai lầu, sổ hồng đã hoàn công nha anh chị nha. Đó. Đây là lầu 1 nè. Lầu 1 mình thì có nhà một phòng ngủ và nhà một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được ngăn bằng kính vậy. Nhìn cũng rất là sạch sẽ nha. Thoáng. Phòng này thì nó chỉ có cửa sổ thôi chứ nó không có ban công. Còn ở trên lầu một tí nữa, phòng lầu 2 á, thì mình sẽ có cửa sổ ban công đầy đủ nha. Có nguyên cái sân thượng cũng to to anh chị. Đó, đây, và bây giờ mình đi lên lầu 2 nha anh chị. Lầu 2. Cầu thang thì mặt cầu thang là làm đá hoa cương ha. Cũng rất là chắc chắn, rất là đẹp, rất là sạch luôn. Đây là khoảng không gian lầu 2 nè anh chị. Trên lầu 2 này thì hiện tại là chủ nhà họ chưa có làm nhà vệ sinh. Nó chỉ có cái phòng ngủ lớn thôi. Phía bên kia đó thì sẽ có một cái sân thượng. Gọi là cái sân thượng đó thì anh chị có thể tận dụng là khu vực giặt đồ, phơi đồ cũng rất thuận tiện. Cái này thì mình có thể cải tạo một cái nhà vệ sinh ngay chỗ này cũng được nha anh chị. Đó, còn khoảng không gian phía trước này thì anh chị có thể đợi để mấy cái máy giặt ở đó. Xong rồi phơi đồ ở khu vực này. Cửa sắt ngoài người họ. Chủ nhà cũng làm cái lồng sắt cho mình an ninh rồi anh chị. Xin cảm ơn anh chị đã xem hết video. Anh chị nào quan tâm căn này á thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha, 0949 900 589 nha anh chị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.